dạ hoa sứ bình an xin kính chào quý cô chú anh chị cùng anh chị em yêu hoa trên cả nước đã đến với kênh hoa sứ bình an trong ngày 18 tháng 4 và dạ, hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị xem dùm em một lô sứ hạt lai like nữa nha cô chú anh chị lô này tiếp theo lô nãy lô này gồm có 14 cây nha 14 cây này cây hơi nhỏ một chút nhưng mà toàn là hoa quýt không nghe cô chú anh chị rồi cô chú anh chị yêu thích cây nào thì alo cho em cây đó ờ, nhớ chốt cái mã số dùm em nha chứ có khi nhiều quá em không nhớ giờ cái cái hoa không nhớ cái giá luôn khi nhận hàng cô chú anh chị sẽ đối chiếu lại cái miếng giấy mình dán ở trên cây này ha rồi, cô chú anh chị đối chiếu lại video dùm em nha dạ rồi cây đầu tiên cây đầu tiên là cây số 57 nha cái lô này bắt đầu tiếp theo cái lô 56 hồi nãy nè là cái lô đầu tiên cây 57 cây 57 cây hoa màu trắng bốn lớp nha cô chú anh chị trắng tinh khôi luôn bốn lớp có hương thơm ở ngoài trắng ở trong ấy trong này nó có cái viền cái viền màu hồng nhỏ như cộng chỉ gì nha cô chú anh chị hoa có hương thơm bốn lớp bốn lớp hoa hồng gục nha cây bự tàn tược xum xê cái hoa nó muốn rụng hết rồi à. ừ, còn được cái hoa cho mình ngắm nó bốn lớp hoa màu trắng tinh luôn cây này 250 trăm năm nghìn nha cái số 57 có hương thơm dạ rồi cây số 58 hoa giống như hoa cà phê ha nó cây cái này lô tơ cây này 180 nghìn ngang cô chú anh chị cái, cái, dòng này là là hạt thái hạt thái đẹp lắm luôn dạ 180 nghìn hoa như hoa cà phê ha dạ 180 nghìn số 58 rồi cây số 59 nè cô chú anh chị thấy hoa ha đẹp tuyệt vời luôn củ quái luôn củ bự hơn chút ừ. hoa này hoa thần dưới nha cô chú anh chị nè 200.000 nghe cô chú anh chị Cây số 59 Này em bán giá tại vườn không bao ship nè à. Cô chú anh chị yêu thương trả ship dùm em Chốt đơn cô chú anh chị thương tình Chốt đơn đủ 90.000 hoặc 100.000 dùm em ha Em cảm ơn quý cô chú anh chị lắm luôn à Dạ rồi số 60 Số 60 150.000 nghe cô chú anh chị Cây số 59 này thì 200 nghe cô chú anh chị Nè hoa đậm nét hơn ha Nè Hoa để 2 hoa kế lại Cô chú anh chị mình so sánh ha Cái này 200 củ bự hơn chút Hoa đậm nét hơn cái này thì trăm tám thì cũng nhỏ hơn tí ừ, mỗi người mỗi ý ha mình thích cái nào mình chọn nó đó nha và dạ, số 20 ở số 60 thì 150 000 nè nó cũng na ná từ tựa nhau dạ cái lô này lô tơ dạ 60 cũ bằng cũng bằng bự hơn cùng ta bằng cầm tay nha cô chú anh chị cũ nào bằng cầm tay cao hơn một gan em nha cây khoảng cao khoảng 30 xăng lô tơ số 61 50 000 dạ hoa hoa cánh à, hoa ba lớp hoa ba lớp thẳng băng như hoa hồng luôn nha cô chú anh chị tại vì cái uh, cây nó còn hơi nhỏ bán giá nhỏ nha màu đỏ cũng đơn thuần nha ba lớp bông đứng sững nè và số là 61 50 nghìn rồi số 62 này 250 nghìn nha hoa cũng như giống như hoa cà phê đó những hoa này hai lớp luôn nha hai hai hoa ba lớp gì không biết hai lớp luôn uhm, Đây em coi kỹ là cây mấy lớp Hoa này cũng như hai lớp, hai lớp rưỡi cô chú anh chị. Hai lớp rưỡi, có thể cái đợt sau nó sẽ nở không ba lớp không chừng ha. Em cũng không biết còn hiện tại nó vậy 250 000 Hoa này tép giống được luôn nè cô chú anh chị, đẹp. Dạ, 602 250 000 Rồi, cây số 603. Nó màu hoa trắng đỏ vàng, phơm hoa tròn ha cô chú anh chị. Đó. Dạ 100.000đ ha nha. 603, củ bằng cùm tay, cao khoảng gan em nha. Dạ. 63 trăm nghìn rồi 64 90 nghìn cây cũ hơi nhỏ chút hoa cực kỳ dễ thương giống như hoa sĩ thư hoa ba lớp luôn nha cô chú anh chị cây một cốt đàn dù ở trên ở trên phân được như các nhiều tàn ha hoa một cốt đàn dù hoa giống như hoa sĩ thư luôn có 64 90 nghìn dạ rồi 65 nè 180 nghìn nữa nè hoa giống như hoa cà phê ha đen trắng chú anh chị ha cái này cũng như gần chuyển qua màu đen luôn chứ không phải màu đen nha cô chú anh chị màu đỏ 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 bầm luôn mở dạ. cái xe hoa đó nó nó vuốt theo cái sóng rất đẹp luôn nha cô chú anh chị dạ 180 nghìn số 65 tuy hơi hơi nhỏ coi một chút nhưng mà hoa đẹp nha dạ rồi 66 trăm nghìn nha cô chú anh chị vàng đậm luôn vàng này không có ai dạ sòng đỏ trăm nghìn rồi 67 cũng trăm nghìn luôn nha vàng hơi vợ cân tí nhưng mà được hai lớp ở trong cái chân nó có màu đỏ nè bây giờ này kiểu tựa như cái hoa uh, ngân, ngân 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 hà ngân hà 11 giống giống như ngân hà 11 hoa hai lớp cũ hơi nhỏ cũ bự hơn ngón tay cái em nha nè ngón tay cái em để vô nè có sao em nói vậy cô chú anh chị mình cân nhắc nha dạ trăm nghìn được cái hoa đẹp nha cái cây hơi nhỏ nha cô chú anh chị rồi số 608 120.000 nè, hoa giống hịch như hoàng lan luôn. Nó chùm nụ nè, ok luôn ha, chùm nụ quá trời nhiều luôn, cây tàn tược tùm lùm luôn. Lô này cây toàn là cây đẹp không nghe cô chú anh chị, 6820 120.000. Củ này bự nhất rồi, tàn tược nhiều luôn, giống hịch như hoàng lan luôn. chú anh chị ha, đó giờ mình chơi xứ ghép hoàng lan, giờ mình chơi xứ hạt hoàng lan nè. Rồi, 608 12, 609 50.000. đổ 150.000 nha cô chú anh chị. Đó, đỏ vàng hoa hai lớp đỏ nhị vàng nó cũng chung chung giống nè đó. 69 150 nghìn rồi số 70 này 55 000 nghe cô chú anh chị màu đỏ màu đỏ màu trắng rồi cái ở ngoài đỏ nó có cái viền trắng như công chỉ ở ngoài nè cô chú anh chị ha vòng vòng hoa rất đẹp luôn dạ có 55 nghìn Dạ rồi nó thấy 14 cây Cô chú anh chị yêu mến cây nào thì alo cho em cây đó nha Số điện thoại là 0939708835 năm Số đó cũng số zalo của em nha Cô chú anh chị kết bạn không kết bạn đều gọi được ha Dạ rồi Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video Dạ em xin chào